Tiếp theo thì hôm nay BMW Đại Hưng ô tô Hải Dương lại về thêm được một mẫu xe Chevrolet Cruze đời 2012. Và hộp số của em nó là hộp số sàn này, được trang bị động cơ 1.6 đời 2012 mà em gió giữ được một cái form dáng, các bác nhìn cho em này, cực đẹp luôn. Chevrolet Cruze màu trắng đẹp cho em nhé. Nếu như khách hàng nào mà thường xuyên quan tâm fanpage của em Lê Ô Tô Hải Dương thì thấy rằng cứ Chevrolet Cruze về chỉ được 2 hôm lên sóng là em lại bán luôn. Vừa rồi thì em mới bán một chiếc vào Thanh Hóa này, một chiếc vào hàng ra Quảng Ninh nhé, một chiếc là Quảng Ninh này. Form dáng đẹp, số máy ngon mà giá chỉ có 258 triệu. Ốp cho em hết mạ chrome ở trên mặt đèn pha phía trước này. Giả đèn nét phía ở đằng dưới có giả đèn nét nhé. Đặc trưng của Chevrolet Cruze đây ạ. Form dáng đẹp thể thao màu trắng ngọc trinh, cũng như là có xi nhan trên gương. À đâu, em này có xi nhan trên hông nhé. Mẫu này có xi nhan trên hông này. La răng thể thao, phanh ABS. Với em lốp này thì còn gọi là tương đối thôi, nếu mà gọi là đẹp thì không đẹp nhé, tương đối thôi ạ. La răng thể thao này, tất cả những đường dập lồi cho thân xe thì cực kỳ sắc nét cho em. Ốp lẹp chân kính này, gương kính thì liền đời theo xe. Đây các bác nhìn cho em này, có cả gương lồi như này. Khi các bác tài ngồi trong cái khoang lái này, nhìn bằng qua cái gương lồi rất là dễ luôn. Bác chủ cũ đầu tư lắm nha các bác này. Mặt táp lô phần dưới này tất cả là bằng da mềm cho em nhé. Lên là da mềm, đây cũng vậy luôn. Phần táp ly trên là nhựa cứng này, nhưng phần này là da 3D. Da 3D đẹp luôn. Gương kính cụp chỉnh tự động này, auto tự động cho em. Có bệ để đồ cá nhân ở bên mỗi cánh cửa đều có này. Keo chỉ zin này, keo chỉ zin này, lốt bấm đinh đán này còn đầy đủ cho em. Kệ bước chân lên xuống vẫn còn sticker nhé. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay cho khách hàng nhà mình cùng tham khảo ạ. Bây giờ thì hơi tối rồi, nếu như lúc chiều em quay thì nó có sáng thì nó nắng nó chiếu vào sẽ đẹp hơn. Còn bây giờ thì hơi tối rồi, nhưng mà nắng quá không thể đi quay được, nên là để mới mát rồi em mới quay nhé. Cụm đồng hồ 3D đấy ạ, hiển thị hết tất cả này. Em này thì chưa lên màn hình, nhưng nếu khách hàng nào mà thích màn hình, tặng luôn màn hình này, khóa cho em này, sấy sẩy kính này, lấy gió trong ngoài. Chevrolet Cruze đời 2012, số sàn 258 triệu, động cơ trang bị là 1.6 này. Đèn trần hoạt động hoàn toàn bình thường cho em. Trần da là trần lỉ zin như thế này, chưa lên 3D. Nhiều khách hàng không thích lên 3D vì sợ dính keo đã bị bẩn nhá. Táp lô thì đẹp căng, không phải là bác chủ cũ để một cái gì để cho khuyết điểm đâu ạ, mà đơn giản là bọc vào đây cho nó, một là sạch, hai là không bị xước, ba là nó chống nóng cho mình, nên là em cứ để nguyên. Cái này mua cũng phải mất mấy trăm nghìn, nó không phải ít đâu ạ, nên là cứ để nguyên. Khách hàng nào mua thì em để nguyên nhé, đỡ phải mua. Đây phần này cũng là da hết cho em này. Động cơ 1.6 tiết kiệm nhiên liệu. Ốc này bút chấm sơn QC còn. Ghế da zin đẹp căng hai màu. Má ghế các bác nhìn này, đàn hồi cực kỳ tốt luôn, chắc chắn cho em. Em sẽ hạ cái này xuống nhá, hạ cái ghế lùi xuống một chút này. Đây các bác nhìn cho em này, phanh này, phanh tay đầy đủ cho em này. Phanh tay đẹp chưa, không hề bị mòn bóng này. Cần số này 6 cấp. Nùi này, áo da còn nguyên. Có hộp để đồ bên đây rồi. Có hai cái tàu như thế này, tàu AOX đầy đủ cho em. 158 triệu cho chiếc xe Chevrolet Cruze đẹp cho em ạ. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quen nhá. Nhấc máy lên đi ạ, gọi ngay vào hotline 035 460 2790 để được em Lê Hương tư vấn. Hoặc địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Vừa rồi em có lùi cái ghế về đằng sau, nên là những cái khoang này nó hơi bị ngắn này, để em vừa rồi em lùi nhá. Chứ còn khoang thứ hai các bác nhìn này, cực kỳ rộng rãi cho em luôn. Ghế da đẹp căng chắc chắn này. Ốc đây, nhái này, hạ kính này, đây là phần da mềm này, đây là phần táp ly nhựa cứng cho em. Úi dồi ôi, keo chỉ zin hết luôn. Xe phải gọi là xuất sắc luôn. Móc khóa cửa đây, 258 triệu đời 2012, Chevrolet Cruze số sàn. Đây ạ, la răng đây, lốp còn tương đối cho em. La răng thể thao. Hai bánh trước là phanh ABS này, gương kính này cụp chỉnh tự động khi các bác đóng khóa cửa nhá. Form dáng rất là đẹp luôn. Ốp mạ chrome cao cấp phía sau cho em, phần cụm đèn hậu này. Ốp mạ chrome hết rồi, biển 34 bánh đậu xanh. Gầm bẻ em cũng cam kết luôn là không mục mọt, hồ sơ pháp lý cũng gọi là tuyệt vời luôn. Sang tên đổi chủ thoải mái cho em. Đây, đứng lùi một chút để các bác nhìn được form dáng này. Rất là đẹp luôn nha các bác nhá. Và điều đầu tiên khi các bác mua xe là gì? Phải là không đâm xô và không ngập nước.
giá cạnh tranh lắm. Bây giờ ô tô này giá cực mềm cho em luôn. Hàng ghế từ bên đây nhìn sang đây ạ, cực kỳ rộng rãi này. Ốc đây, táp ly cửa này, đây là phần da mềm em đã nói rồi. Hạ cửa kính này, bốn quả loa to bản này, keo chỉ zin bằng cánh cửa này. 258 triệu, động cơ là 1.6. Đầy đủ đầu DVD hỗ trợ có rồi, điều hòa mát này, sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài, ghế da thì cực kỳ chắc chắn luôn. Và quan trọng là từng con ốc còn đẹp căng như thế này cơ mà, không che được một điểm nào. Chỉ có 258 triệu số sàn. Đây các bác nhìn cho em nhé, form dáng đây. Để em ngó một chút xem đăng ký đăng kiểm nào. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 1 năm 2023, còn lâu, hơn một năm, gần một năm nữa cơ, tận sang 2023 cơ. Nhưng khách hàng đi còn lâu nhá. Xi nhan trên hông này, la răng thể thao phanh đây, lốp đây ạ. Đây la răng thể thao đây, cực đẹp luôn. Và bây giờ thì em sẽ mở ra khoang động cơ, máy móc của chiếc xe để khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng rằng với 258 triệu có xứng đáng để các bác rút ví ra không, có xứng đáng để các bác chuyển khoản, chuyển cọc để giữ xe, để mình có thể xuống chốt xe không ạ. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2012 số sàn, động cơ trang bị 1.6 và em Lê Hương đang chào bán với giá là 258 triệu. Các bác nhìn này, ụ giảm chấn giảm sóc này, động cơ này, E-Tech này, nước làm mát là phải ra hiệu nhá, hết là ra hiệu chứ không phải là đổ mấy cái nước vớ vẩn vào đâu. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em này, ụ giảm chấn giảm sóc, tai đèn không hề đâm xô. Đây là toàn bộ trái tim của chiếc xe em đã mở ra và cùng quay cho khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng này. Và em sẽ ngửa lên cả lắp capo này, các cái lốt cắt này, các lốt bấm đinh tán còn nguyên cho em này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một mẫu xe một video chi tiết nhất về mẫu xe Chevrolet Cruze đời 2012 và bên em Lê Hương đang chào bán là 258 triệu. Đừng quên rằng hãy nhấc máy lên và gọi cho em qua số hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Cũng như là vừa 11 giờ. À bây giờ em xin phép này, em xin thông báo lại là em sẽ livestream vào 0 giờ 19 giờ các ngày trong tuần nhé. Vì buổi trưa thì nó hơi lắng, các bác bảo là các bác đi làm vất vả rồi chưa muốn nghỉ ngơi thì để tối để anh xem livestream anh theo dõi nhé. 19 giờ các ngày trong tuần em sẽ qua buổi báo giá livestream trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em. Những bác nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy cho em Lê Hương xin một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.